Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đài Al Jazeera ngày 10 tháng 11 dẫn lời cơ quan y tế dài Gaza khẳng định xe tăng Israel đang bao vây hoàn toàn 4 bệnh viện tại đây, bao gồm Bệnh viện Nhi Al-Ran Tisi, Bệnh viện Al-Nasser, Bệnh viện Mắt Chính phủ và Bệnh viện Tâm thần địa phương. Cơ quan này cho biết hàng ngàn bệnh nhân, nhân viên y tế và người mất nhà cửa đang bị kẹt trong đó và không có nước hay lương thực. Cùng đường, nhiều người bị kẹt đã đăng video cầu cứu trên mạng xã hội. Chúng tôi đang bị kẹt trong bệnh viện Al-Ran Tisi. Khu vực này đã bị cô lập bởi xe tăng Israel từ mọi phía. Chúng tôi đã được cảnh báo di tản, nhưng chưa có đại diện chữ thập đỏ hay bất kỳ tổ chức nào có thể đảm bảo sự an toàn của toàn bộ bệnh nhân và dân thường ở đây. Một trong số đó khẩn khoản cầu cứu. Được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Trẻ Em Palestine, Bệnh viện Al-Ran Tisi là cơ sở y tế duy nhất ở Gaza chuyên về điều trị trẻ em ung thư. Ngày 9 tháng 11, giới chức y tế địa phương tuyên bố bệnh viện này đã phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu, đặt 38 trẻ em Palestine bị suy thận vào tình huống hiểm nghèo. Hiện có khoảng 1.000 người dân Gaza đang trú ẩn trong bệnh viện này. Đài Al Jazeera khẳng định Bệnh viện Al-Shifa, nơi cơ sở y tế lớn nhất dài Gaza, vẫn nằm trong tình trạng báo động, khi Tel Aviv liên tục tấn công vào khu vực phía trước tòa nhà chính từ đêm ngày 9 tháng 11. Ông Ahmed Mokhawla Lati, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện này cho biết, bạn có thể nghe thấy rất nhiều tiếng súng và bạn biết rằng xe tăng đang tiến gần đến bệnh viện Al-Shifa. Trong một tháng qua, mọi người đều thấy đây không phải là nơi an toàn, dù đây lẽ ra phải là nơi an toàn nhất. Theo vị bác sĩ này, các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Al-Shifa đã khiến nhiều bệnh nhân quyết định rời khỏi đây, dù chưa được điều trị hay phẫu thuật. Bất chấp, đội ngũ y tế tại bệnh viện vẫn quyết tâm ở lại cùng các bệnh nhân. Trong một video đăng trên mạng xã hội Instagram, Ezudin Lulu, sinh viên dược làm việc tại đây tuyên bố có thể toàn bộ bệnh viện này sẽ bị đánh bom trong vài giờ tới. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ra khỏi đây dưới tư cách người chiến thắng hoặc người đã hy sinh. Chúng tôi phục vụ hàng ngàn bệnh nhân và người mất nhà cửa tại Shifa và chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ. Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Lulu viết thêm trong lời bình luận, tôi là Ezudin Lulu, sinh viên 5 năm ngành dược. Ước mơ của tôi là hoàn thành việc học và tốt nghiệp. Nhiều tuần qua, Tel Aviv quả quyết khẳng định phong trào Hồi giáo Hamas xây dựng cơ sở trong các đường hầm ngay dưới bệnh viện Al-Shifa. Do đó, cơ sở y tế này trở thành một trong những điểm nóng nhất xung đột Israel-Hamas. Khi được hỏi về tuyên bố của Hamas về việc Israel tấn công sân trước bệnh viện, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới WHO Margaret Harris thừa nhận, tôi chưa nắm được tình hình chi tiết ở Al-Shifa, nhưng chúng tôi biết rằng nơi đó đang bị oanh tạc. Hiện Israel chưa đưa ra phản hồi về những thông tin trên. Báo Tuổi Trẻ thông tin, tại buổi họp báo tại thủ đô Amman của Jordan, Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người Volker Turk đã phát biểu việc Israel oanh tạc dữ dội Gaza, trong đó có việc dùng vũ khí có sức công phá lớn tại khu vực có mật độ dân cư cao, rõ ràng mang lại tác động tồi tệ về mặt nhân đạo và quyền con người. Ông Turk khẳng định thêm, các cuộc tấn công này phải bị điều tra. Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng chúng cấu thành các cuộc tấn công bất cân xứng, vi phạm luật pháp quốc tế về nhân đạo. Người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc về quyền con người nhấn mạnh, cho dù phong trào Hồi giáo Hamas có lợi dụng thường dân Gaza làm bia đỡ đạn như Israel cáo buộc, thì Tel Aviv cũng không có quyền làm hại dân thường. Mọi hình thức dùng thường dân làm bia đỡ đạn của nhóm vũ trang người Palestine đều đi ngược các quy tắc chiến tranh. Tuy nhiên, những hành động dạng đó của nhóm vũ trang người Palestine không loại trừ nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho thường dân của Israel, ông Turk tuyên bố. Những phát ngôn của ông Turk đưa ra trong bối cảnh Israel dùng xe tăng bao vây nhiều bệnh viện ở Gaza, nơi quân đội nước này kiên quyết khẳng định các thành viên Hamas đang lẩn trốn. Chia sẻ với hãng tin Reuters ngày 10 tháng 11, ông Mohammed Abu Samaya, giám đốc bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Gaza cho biết, ít nhất 20 người Palestine vừa thiệt mạng do không kích của Israel và một trường học gần đó. Phản hồi những phát ngôn trên, phái đoàn ngoại giao thường trực của Israel tại văn phòng Liên Hợp Quốc của Geneva, Thụy Sĩ khẳng định, Israel luôn tuân thủ luật pháp nhân đạo quốc tế, Hamas thì không. Đại diện Tel Aviv còn cáo buộc nhóm vũ trang Hamas đã len lỏi sâu vào đời sống Gaza và ngăn người dân di tản. Bên cạnh đó, việc Israel oanh tạc đường không và triển khai lực lượng đổ bộ vào Gaza hoàn toàn nhằm tiêu diệt Hamas. Ngày 10 tháng 11, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk nhấn mạnh Israel phải lập tức thực hiện các biện pháp để bảo vệ người Palestine ở bờ Tây, trong bối cảnh họ đang trở thành mục tiêu của các vụ bạo lực kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát tháng 10 vừa qua. Báo tin tức thông tin,
phát biểu với báo giới tại thủ đô Amman, Jordan, ông Trump nêu rõ người Palestine tại bờ Tây đang hứng chịu bạo lực do các lực lượng và người định cư Israel gây ra, cũng như các hành vi xúc phạm, ngược đãi, bắt giữ, đuổi khỏi nhà và đe dọa. Theo ông Trump, ít nhất 176 người Palestine, trong đó có 43 trẻ em và một phụ nữ đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến lực lượng an ninh Israel kể từ đầu tháng 10, trong khi ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng trong các vụ việc liên quan người định cư Do Thái. Cao ủy Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, trước khi xung đột giữa Hamas và Israel leo thang ngày 7 tháng 10 vừa qua, người Palestine phải hứng chịu một năm đẫm máu nhất từ trước đến nay, với khoảng 200 người thiệt mạng. Theo đó, ông Trump kêu gọi chính quyền Israel lập tức áp dụng các biện pháp bảo vệ người Palestine tại bờ Tây. Bạo lực gia tăng tại bờ Tây làm dấy lên lo ngại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này có thể trở thành khu vực xung đột tiếp theo sau dải Gaza và vùng biên giới phía bắc Israel, nơi đang xảy ra giao tranh với phong trào Hezbollah tại Liban. Cùng ngày 10 tháng 11, trang Press TV của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Hossein Amir Abdollahian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nhận định xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng là không thể tránh khỏi. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdollahian cho rằng bạo lực nhằm vào dân thường ở Gaza ngày càng tăng, nên nguy cơ xung đột mở rộng là điều không thể tránh khỏi. Ngoại trưởng Iran đưa ra nhận định trên trong bối cảnh các nhóm vũ trang trong khu vực như Hezbollah, Houthi và các phong trào thánh chiến Hồi giáo ở Iraq và Syria nhiều lần đe dọa tấn công Israel hoặc các mục tiêu Mỹ tại khu vực sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát. Người phát ngôn cánh quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen ngày 10 tháng 11 thừa nhận nhóm này đã tiến hành loạt vụ tấn công vào Israel đêm ngày 9 tháng 11. Theo người phát ngôn này, Houthi đã bắn tên lửa đạn đạo vào một số mục tiêu ở miền nam Israel, trong đó có các vị trí ở Eilat. Quân đội Israel, IDF cũng cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đánh chặn một mục tiêu tình nghi hướng tới thung lũng Arava gần thành phố Eilat trước khi vật thể này tiếp cận lãnh thổ Israel. Theo IDF, vật thể này dường như là một máy bay không người lái. Ngay trong đêm ngày 9 tháng 11, thị trưởng thành phố Eilat, Eli Lankri, đã triệu tập cuộc họp đánh giá tình hình với các quan chức an ninh sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một trường tiểu học trong thành phố. Sau cuộc họp, thị trưởng Eli Lankri tuyên bố từ ngày 10 tháng 11 sẽ tạm đóng cửa các trường học trên toàn thành phố, kể cả trường mẫu giáo và các trường học đặc biệt. Trước đó, cũng để kêu gọi các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người Palestine phát biểu tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Elizabeth Tarosso cho biết, trong khi hầu hết sự tập trung đổ dồn vào xung đột giữa phong trào Hamas và Israel, cũng như tình hình dải Gaza, thì tình hình ở bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó có đông Jerusalem, đang rất đáng báo động và khẩn cấp. Theo quan chức Liên Hợp Quốc, các lực lượng Israel sử dụng chiến thuật và vũ khí quân sự khi thực hiện các chiến dịch thực thi hành pháp tại bờ Tây. Bà Tarosso cho biết, ít nhất 132 người Palestine, trong đó có 41 trẻ em, đã thiệt mạng vì bạo lực ở bờ Tây. Trong số này, 8 người là nạn nhân bị người định cư Israel tấn công và 124 người thiệt mạng khi đụng độ với lực lượng hành pháp Israel. Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA đã kêu gọi gây quỹ hỗ trợ khẩn cấp 1,2 tỷ đô la Mỹ để giúp 2,7 triệu người dân ở dải Gaza và bờ Tây. Con số này đã tăng mạnh so với mức kêu gọi tài trợ 294 triệu đô la Mỹ, cứu trợ gần 1,3 triệu người mà OCHA đưa ra ngày 12 tháng 10 vừa qua. Theo tổ chức này, tình hình đã xấu đi nghiêm trọng kể từ thời điểm nói trên. Khoản quỹ này nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của toàn bộ dân số dải Gaza và 500.000 người ở bờ Tây như thực phẩm, nước uống, chăm sóc sức khỏe, nơi tạm trú, vệ sinh và những ưu tiên khẩn cấp khác. Xung đột bùng phát từ ngày 7 tháng 10 sau khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công và xâm nhập lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và bắt cóc hơn 200 người. Israel đã tấn công đáp trả nhằm vào dải Gaza, nơi Hamas kiểm soát, phong tỏa hoàn toàn dải đất này, khiến các hoạt động cứu trợ gặp nhiều trở ngại. Theo cơ quan y tế dải Gaza, hơn 9.000 người tại dải Gaza đã thiệt mạng kể từ khi xung đột lần này bùng phát, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ. Trong diễn biến liên quan, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Israel Shin Bet cho biết Mustafa Dalun, chỉ huy tiểu đoàn Sabra Tel al-Hawa của phong trào Hồi giáo Hamas, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích đêm ngày 2 tháng 11 mà Israel tiến hành tại dải Gaza. Mustafa Dalun có vai trò quan trọng trong chiến dịch chống IDF của Hamas ở dải Gaza.
Ngoài ra, IDF thông báo đã tiêu diệt một số đối tượng khác, phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí, trang thiết bị của Hamas. Theo IDF, đã có thêm 4 quân nhân Israel thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Gaza, nâng tổng số quân nhân IDF thiệt mạng trong chiến dịch tấn công trên bộ tại Gaza lên con số 23. Báo Jerusalem Post ngày 3 tháng 11 dẫn lời Ghazi Hamad, thành viên cấp cao của Hamas cho biết phong trào này sẵn sàng thỏa hiệp toàn diện để tiến hành trao đổi tù binh với Israel. Tuyên bố trên được đưa ra khi nhân vật này trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC của Mỹ ngày 2 tháng 11. Theo đó, các điều kiện của Hamas đưa ra cũng giống trước đây. Israel trả tự do cho tất cả các tù nhân Palestine đang bị giam giữ để đổi lấy việc Hamas phóng thích 240 con tin Israel. Ngoài ra, phong trào Hamas cũng yêu cầu Israel ngừng cuộc tấn công ở dải Gaza để tiến hành đàm phán thả con tin. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!